Hello, xin chào tất cả các chị ạ. Rồi hello tất cả các chị ở trong livestream của em ngày hôm nay luôn ha mấy chị yêu ha. Rồi không biết là mấy chị có nhớ là hôm nay là 4:30 bên em sẽ live. Sẽ live sale tiếp tục những mẫu đầm xinh không ha mấy chị ha. Không biết là có chị nào nhớ không? Nếu mà chị nào vào rồi mình nhớ là comment lên giúp em nha. Rồi chị nào mà mình nhớ hôm nay mình vào mình sale tiếp tục những mẫu đồ thì mình nhanh tay giúp em nè mấy chị yêu ơi. Mình nhanh tay mình vào mình comment giúp em để em biết là mấy chị có ở trong livestream mà mình đang đón xem nha mấy chị yêu nha. Tại vì hôm nay á bên em có rất là nhiều những mẫu đầm xinh đó mấy chị yêu ơi. Cực kỳ nhiều những mẫu đầm xinh cho mình luôn, cho nên là chị nào mà vào sớm thì mình nhanh tay giúp em nha mấy chị nha. Rồi. À chị nào vào rồi là nhớ mình comment lên giúp em nha để em biết. Hello chị Duyên nè. Chị Duyên vào đầu tiên ha, em thấy được comment của chị Duyên nè. Em thấy comment của chị Duyên nè nha. Hello chị Hương Liên nè. Em thấy được comment mới của hai chị thôi. Cho nên là những chị nào mà vào rồi mà mình chưa có comment lên đó thì mình nhanh tay lên giúp em. Hello chị Thảo Nguyễn nè, nhưng không có cuộc gọi nào hết. Ủa vậy hả chị Hoài Ngọc Lê? Vậy hả chị ơi? Vậy có thể là nhân viên bị sót đơn, sót số điện thoại của chị hoặc là cái những cái bộ đó hết hàng á. Bây giờ mình xem lại những cái like này và mình đặt hàng tiếp tục giúp em nha. Hello chị Đậu Đen nè, hello chị Liệu Bích nha. Mình đặt lại giúp em nha, do là những cái like này á. Tại vì hàng hết rất là nhanh mấy chị ơi, cho nên là mấy chị thông cảm giúp em nha. Rồi yên tâm đi, ngày nào cũng sẽ có rất là nhiều mẫu đồ xinh cho mấy chị hết, cho nên là mình yên tâm, mình đừng có lo là không có đồ. Tại vì ngày nào cũng có nhiều những mẫu đầm xinh hết nha mấy chị nha, cho nên là mình yên tâm giúp em nha. Rồi đông đông một xíu là em sẽ bắt đầu tư vấn đồ, giới thiệu những cái mẫu đồ sale với giá 69.000 cho mấy chị luôn nha mấy chị nha. Chị với giá 69.000 thôi, tính ra luôn là 70.000 đúng không? 70.000 nè mấy chị đã có được những cái bộ đồ xinh, mặc đi chơi nè, mặc đi tiệc nè, mặc đi lễ đồ này kia đều được hết nha mấy chị nha. Rất là nhiều mẫu mã xinh luôn, zoom nè, đầm body nè, váy công chúa nè, váy xòe nè, váy suông nè, nói chung rất là nhiều những mẫu đầm. Cho nên là mấy chị yên tâm, cứ vào livestream là sẽ ưu đãi rất là nhiều luôn. Và chị bán đồ với giá 69.000 thôi nha. Hello Đức Di nè, hello VV nè. Và mấy chị ơi mình nhớ là chia sẻ giúp em nha. Tại vì chị nào mà chia sẻ nhiều á thì bên em sẽ thấy được cái comment của mấy chị. Và chia sẻ thì bên em mới áp dụng chương trình bán đầm với giá 69.000 nha mấy chị nha. Phải chia sẻ thì bên em mới áp dụng chương trình bán đầm 69.000 cho mình. Cho nên là mình lưu ý giúp em, mình vào livestream thì mình nhớ là chia sẻ lên giúp em nha. Rồi hello chị Xuân Nguyễn nè, hiện tại em bán đầm với giá 69.000 thôi, bao giá thị trường luôn. Cho nên là chị nào thích thì mình nhanh tay. Hello chị tóc ngắn nè. Rồi có yếm váy không chị? Có nha chị yêu nha, rất là nhiều những mẫu đầm luôn á, cho nên là mình chờ giúp em một xíu nha. Thì hôm nay á là do á là nhiều chị á là mình mua một cái mà mình đặt không được thì mình mua thêm cái thứ hai. Tại vì ship trên hai cái bên em mới like mới ship nha chị nha. Bây giờ là hai cái. Chị nào mà có hai đơn hàng thì em mới ship nha chị nha. Có cái bẹp không? Bẹp vai đúng không? Có nha chị nha. Gửi hàng chị chưa, đã có nhân viên chốt hàng cho mình chưa? Rồi bây giờ là mình cứ chia sẻ giúp em đi và em sẽ bắt đầu lên đồ từ từ cho mình nha chị nha. Mình nhớ là mình chia sẻ giúp em, chia sẻ em mới áp dụng chương trình với giá giảm nha chị nha. Chia sẻ em mới áp dụng chương trình với giá giảm cho mình còn 69.000 nha. Cho nên là mình lưu ý, đã vào livestream rồi thì mình nhớ là chia sẻ giúp em. Chị nào không chia sẻ em không áp dụng chương trình bán đầm với giá 69.000 nha mấy chị nha. Không chia sẻ không áp dụng, cho nên là mình lưu ý giúp em. Phải chia sẻ vào nhóm giúp em thì ít nhất là tầm 3 nhóm đi. Mình chia sẻ vào nhóm giúp em thì em mới áp dụng chương trình là giảm giá cho mình nha, bán với giá 69.000. Ví dụ như nè, em sẽ tạo điều kiện cho những chị nào mà mình muốn mua đồ về mình kinh doanh hay là mình bán hay là mình livestream thì mình nên lấy những bộ đồ của bên em. Tại vì sao? Thứ nhất là có 70.000 và mấy chị ơi mình có thể bán cái đó với 100.000 là mình lời 30.000, bán cái đó 120 là mình lời là 50.000 và bên em bán những bộ đồ này 139.000, 149.000 bán rất là cháy hàng nha mấy chị nha, cho nên là mình yên tâm. Rồi mấy chị ơi mình chia sẻ đi, lát nữa em sẽ tư vấn cho mình những cái bộ đầm bên em luôn nha mấy chị nha. Rất là nhiều cái bộ em đang mặc là đang sale luôn, 280 đang sale luôn nha mấy chị nha, cho nên là mình yên tâm. Rồi hiện tại em sẽ lên cho mình từ từ, cho nên là chị nào mà mình thích mua đầm với giá rẻ thì mình nhanh tay và em bán với giá 69.000 rất là rẻ nha mấy chị nha. 69.000 nha mấy chị nha. Rồi bộ đầu tiên em sẽ lên cho mình một cái zoom. Chị nào hồi nãy giờ, hôm qua giờ luôn mình đang trông chờ vào zoom thì mình nhanh tay lên, nhớ là chia sẻ giúp em. Rồi tiếp tục nha, em lên cho mình một cái zoom rất là xinh đây nha mấy chị nha. Zoom này
là 52 kỷ độ xuống giúp em nha mấy chị yêu nha. 52 kỷ độ xuống giúp em đây nha. Có tuổi luôn, kèm 2 tuổi cho mình. Chất liệu của nó là thun cao cấp nha chị nha. Đây kèm 2 tuổi cho mình, đằng sau có khóa kẽo luôn nha mấy chị nha. Đằng sau có khóa kẽo đây nha mấy chị nha. Zoom rất là xinh nha. Rồi, mã số cái này là D108 nha. Mặc lên rất là sang. Cái bộ này, cái zoom này mặc lên ôm dáng cực kỳ sang cho mình luôn nha chị nha. Chị ơi, vậy là hết rồi đó chị ơi. Tại vì mỗi bộ cũng có 1-2 cái à, mà chị không nghe hàng là rất là nhiều chị đặt. Cho nên em sợ là hết rồi đó. Mình cứ coi lại cái livestream này, nếu mà mình thích bộ nào mình đặt lên giúp em nha chị Trần Lan nha. Rồi đây ạ, mã số là D108 nha. Mã số là D108, một cái zoom rất là xinh luôn nha chị nha. Và bên hông có 2 cái túi luôn, kèm 2 cái túi cho mình nha chị nha. Bộ này mặc rất là xinh và 52 kg đổ xuống giúp em. 52 kg đổ xuống nha. Vòng eo thì dưới 72 giúp em, mã số là D108. Chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em. D108 khoảng trống địa chỉ giúp em nha chị nha. Rồi D108 khoảng trống địa chỉ giúp em. Và chị nào mình đang muốn mua đầm với giá rẻ thì mình nhanh tay chia sẻ giúp em nha chị nha. Chia sẻ giúp em vào 3 nhóm trở lên nha. Rồi, có bộ em đang mặc em bán với giá 119.280, sale vào 119.000 nha chị nha. Một cái đầm Barbie doll rất là xinh nha chị nha. Em nói thật, mấy chị mua bộ này với mua một bộ sale rất là xinh nha mấy chị nha. Đây nha, đầm Barbie doll mẫu này 53-54 kg đổ xuống giúp em nha chị nha. Đây ạ, 53 kg đổ xuống nè, 53-54 kg đổ xuống giúp em nha. Bộ này nó có cả màu hồng nữa nha mấy chị nha. Hai màu là màu trắng và màu hồng, với giá là 119.000 cái bộ này nha chị nha. Rồi, đọc mã, giá đồng giá là 69.000, chỉ có bộ em mặc là 119.000 thôi nha mấy chị nha. Đồng giá 69.000, chỉ có bộ em mặc là 119.000 thôi, còn bộ nào cũng 69.000 hết. Rồi, tiếp theo em lên cho mình luôn nha, mấy chị cứ coi từ từ nha. Một cái maxi rất là xinh, ở trên của nó là ren hai lớp, ở phần dưới của nó là von, bên trong có phối quần nha chị nha. Bên trong có quần đùi cho mình luôn nha mấy chị nha. Đây ạ, chất von, cổ của nó là cổ yếm. Đằng sau có khóa kéo, bộ này 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. 52 kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. Cái này là cái maxi nha mấy chị nha. Chị nào đi biển nào mặc cái bộ này rất là xinh nha mấy chị nha. Mã số là D36. Em thấy chị Gia Bảo nè, D36 nha, chị nào lấy bộ này nhanh tay lên giúp em nha chị nha. D36 nha, một cái maxi đi biển rất là xinh. Chị nào hết bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nha. D36. D36 khoảng trống, số điện thoại khoảng trống, địa chỉ giúp em nha. Rồi, nhanh tay giúp em nha, tại vì mỗi mẫu này em qua rất là nhanh, có đi tiệc nha chị nha. Chị Huỳnh Hoa ơi, D36. D36 chị cho em xin một cái chị cho em xin cái số điện thoại và địa chỉ nha chị nha. Rồi, cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha. Chị để D36 không à, là bên em không chốt được hàng cho mình nha. Cho em xin cái số điện thoại và địa chỉ giúp em nha chị nha. Rồi, hiện tại là em qua mẫu rất là nhanh, tại vì á đầm chị mặc 1m56 mặc vừa nha chị nha, mặc vừa nha. Bộ em đang mặc 53-54 kg đổ xuống là vừa nha. Rồi chị Huỳnh Hoa cho em xin địa chỉ liền nha chị nha. D36 có đang không? Chị ơi, mỗi bộ em lên chỉ có một màu và chỉ có 1-2 cái thôi. Tại vì hàng sale 69.000 không có nhiều đâu nha chị nha. Hàng sale 69.000 không có nhiều, cho nên là mỗi bộ em lên có một cái thôi nha. Rồi, chị bộ em đang mặc hả? Chờ giúp em một xíu, em đang hỏi quản lý đây nè mấy chị ơi, chờ giúp em một xíu nha. Chờ giúp em một xíu, em coi cái mã em đang mặc bao nhiêu. Cái bộ em đang mặc là 119.000 nha. Còn những bộ còn lại là 69.000 nha chị nha. Rồi chia sẻ 3 nhóm trở lên giúp em nha. Hello chị Nguyễn Lệ Tâm Ái Hằng nè. Hello chị Hội Hàng Trong Em. Rồi đây nha chị nha, em lên tiếp. Một cái váy công chúa rất là xinh nha chị nha. Ở trên của nó là lưới, ở tay của nó là ren, ở dưới là ren hai lớp. Ở phần chân váy rất là xinh nha chị nha. Đây là một cái váy công chúa, đằng sau có khóa kéo luôn. Bộ này 69.000, bên em đang giảm giá nha chị nha. Đang sale còn có một bộ thôi. Chị nào đặt nhanh thì còn hàng một bộ một màu luôn nha chị nha. Chị nào đặt nhanh thì còn hàng giúp em nha chị nha. Đây ạ. Rồi một cái đầm công chúa nha. Rồi mã số là D103 nha chị nha. D103 cái bộ đầm công chúa này nha. Chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. D103 nha. Chị nào lấy nhanh tay. Mấy chị ơi, mình cho em xin cái địa chỉ luôn nha chị nha. Bộ cho em xin cái địa chỉ luôn giúp em nha chị nha. Rồi nhanh tay lên giúp em nha.
Rồi 103 ok chị Thảo Nguyễn ơi, chữ D viết dính liền 103 giúp em nha. Cái bộ em đang mặc có bán nhưng mà mấy chị chờ giúp em một xíu. Bộ em đang mặc là 119.000 nha. Mua trên hai cái thì em mới ship nha. Ví dụ như là mấy chị mua một bộ này rồi mấy chị mua một bộ 69k nữa thì em mới ship nha. Tại vì sao mua hai bộ trở lên em mới ship nha. Rồi đây nha mấy chị nha. Một cái đầm Barbido rất là xinh luôn. Ở trên là chất ren hai lớp nè, ở phần dưới là von nha chị nha. Von ở bên trong có một lớp thun. Bộ này 53-54kg đổ xuống giúp em nha mấy chị nha. 53-54kg đổ xuống giúp em nha. Rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Rồi đây à, em đứng lên luôn. Mấy chị ơi, bộ này có màu hồng nữa nha mấy chị nha. Bộ này có màu hồng nữa. Rồi, nhanh tay giúp em nha. Rồi, bộ em đang mặc là 119.000, 208 sale còn 119.000 nha mấy chị nha. 208 sale còn 119.000. Chị nào thích có màu hồng nữa, chị nào thích chờ giúp em một xíu em sẽ báo mã số cho mình nha. Chờ giúp em một xíu em sẽ báo mã số liền nha. Chị nào thích ở lại livestream giúp em nói trước là sale nha mấy chị nha, cho nên là mình lưu ý. Rồi, một cái đầm này rất là xinh đây nè mấy chị ơi, 69.000 nha. Rồi, chị nào đặt hàng nhanh tay thì có hàng nha, tại vì cái bộ này là toàn là sale cho nên là rất là nhanh. Rồi đây ha mấy chị ha, rồi ok lát em lên zoom. Rồi một cái váy xòe rất là xinh nha chị nha, váy xòe tầng nha, cực kỳ dễ thương cho mình luôn. Đây cái này là tầng nha chị nha. Chị ơi mình đặt mình chờ giúp em xíu nha, em cao 1m6 nha. Đây ạ, một cái váy xòe tầng rất là xinh. Đây nha, tầng nha chị nha, hai tầng rất là xinh luôn. Rồi bộ này á là 53kg đổ xuống, vòng eo dưới 73 giúp em nha. Mã số là D106 nè. D106 là cái bộ màu đen em đang cầm nha. Chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Rồi có mấy màu bé, chị hỏi bộ nào? Bộ em có hai màu, có màu hồng và phấn với lại màu trắng nha. Rồi cái mã số, cái màu đen này váy xòe là D106. Chị nào lấy nhanh tay nha. D106 còn duy nhất một màu đen, mặc rất là xinh nha. Rồi mặc rất là xinh D106 nha. Rồi mã số là 589 nha. Chị Hiền Thu ơi, chị lấy váy đen, chị cho em xin số điện thoại khoảng trống D106, khoảng trống địa chỉ giúp em đi. Số điện thoại và địa chỉ nữa nha chị Hiền Thu nha, có địa chỉ mới chốt hàng. Rồi cái đầm của em mã số là 589. Chị nào lấy để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống 589. Rồi mã số là 589 nha chị nha. Cái bộ của em đang mặc mã số là 589 và nó có màu hồng nữa. Chị nào lấy cái váy em đang mặc để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống 589, khoảng trống màu và địa chỉ luôn giúp em nha. Có địa chỉ mới chốt hàng. Shop em ở quận 7 nha chị nha, shop em ở quận 7 nha. Rồi ok Huỳnh Nga nè, cho em xin màu và địa chỉ luôn nha. Cái bộ của em nha là 589 nha. Rồi đây ạ, em lên tiếp cho mình hàng sale 69.000 đây. Rồi cái này là một cái set yếm rất là xinh nha chị nha. Một cái set yếm cổ vét nha chị nha. Chị ơi 589 không có chữ D nha. 589 là không có chữ D. Những cái bộ nào em đọc D thì mấy chị để D giúp em. Còn những bộ nào em không đọc D thì đừng để đọc để đừng để có để D giúp em nha. 45kg vừa nha. Rồi cái bộ của em đang mặc là 119.000. Còn cái em đang cầm là 69.000 nha chị nha. Rồi đây màu hồng đây nha, đây màu hồng đây nha chị nha. Em like cái bộ của em xong em sẽ sale tiếp tục nha, cho nên là mình chia sẻ mới được với giá 119.000 nha. Chia sẻ mới được với giá là 119.000 nha mấy chị nha. Chia sẻ giúp em nha. Đây 589 nha chị nha, hai màu là màu hồng và màu trắng nha chị nha. Màu hồng và màu trắng đây nha chị nha. Màu hồng của nó là hồng phấn nha chị nha. Đây là rất là xinh luôn đây nha. Có ship nha, là sẽ với giá 119.000 nha mấy chị nha. Đây ạ, rất là xinh luôn. Ok chị Thu Nhi nè, ok Thùy Dung nè, 589 nè. 60kg không có đồ chị yêu ơi. Rồi ok chị Ngọc Như 589 nè. Ship tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000 nha mấy chị yêu nha. Ship tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000 giúp em nha. Đây ạ, rất là xinh nha mấy chị nha. Cực kỳ xinh luôn cho mình nha mấy chị nha. Đây ạ. Rồi 53-54kg đổ xuống nha. 55kg vòng eo bao nhiêu chị ơi? 55kg cao trên 1m62-63 giúp em nha chị nha. Rồi 589 nha chị nha. Hai màu là màu hồng và màu là trắng nha. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại liền giúp em. Hè nữa mình mặc những cái bộ này rất là thoải mái nha. Ok chị Huỳnh Nga nè, hè mình mặc cái bộ này rất là thoải mái. 45kg vừa. Hè cho nên là mấy chị mặc những cái bộ này rất là thoải mái nha mấy chị nha, cực kỳ thoải mái luôn nha. Cho nên chị nào lấy thì mình nhanh tay.
589 hai màu nha. Đây em 83 chị mặc mẫu này được nè. Đây nha, hai màu là màu hồng và màu trắng nha chị nha, màu hồng và màu trắng nha. Đây. Rồi, bây giờ em lên tiếp tục đồ 69.000 nha, 69.000 đồ nha. Đây, kèm cả áo và kèm cả yếm luôn cho mình nha. Đây ạ, kèm cả áo thun. Áo thun đây nha mấy chị nha. Kèm cả áo thun rất là co giãn luôn và kèm cả yếm luôn cho mình, giá 69.000 đây nha mấy chị nha. Đằng sau yếm có khóa kéo mẫu này 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em ha. 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em là vừa nha chị nha. Đây ạ. Rồi, mã số là D102. Bao nhiêu là chị hỏi cái nào ha? Ok, chị Đậu Đen 589 nè. Cái bộ yếm này á là 69.000 nha. Bộ yếm 69.000 giúp em nha. Cái bộ yếm này là 69.000 giúp em nè. Rồi, mã số là D102. Chị nào lấy nhanh tay để là điền giúp em nha. Rất là xinh nha chị nha. Bộ đó cả áo và cả yếm luôn nha. Váy hồng 119k nha chị nha. 119k. Váy hồng 119k nha. Rồi tiếp theo em lên cho mình tiếp tục nha. Chị nào mà lấy cái yếm hồi nãy để lại liền giúp em nha. D102 nha. Mấy chị ơi, chị nào muốn mua đồ sale, đồ rẻ thì mình nhanh tay chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ thì mới được mua đồ sale nha. Có bộ đồ tập gym không hả? Em không biết nữa nha, để em xem. Rồi tiếp theo, một cái váy rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Một cái váy dạng như là váy lịch sự á, váy sang trọng á. Đây, để em gài nút lại. Đây nha, chất liệu của nó là ren hai lớp nha chị nha. Đây, chất liệu của nó là ren hai lớp, rất là xinh luôn cho mình nha. Đây ạ, ở phần eo của nó là có đổi hung co giãn. Bộ này 53-54kg đổ xuống nha. Bộ này 53-54kg đổ xuống, rất là xinh nha mấy chị nha. Rất là xinh nha chị nha, đây ạ. 53-54kg đổ xuống, mã số là D107 nha chị nha. D107 nha, 53-54kg đổ xuống nè. Rất là xinh nha, đây ạ. Đây. Rồi bộ này hôm qua hình như là có màu đen nữa, nhưng mà màu đen hết rồi hay á. Váy em là 119.000 chị yêu ơi, váy em đang mặc là 119.000. Rồi, cái váy màu trắng này á là D107 nha. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha chị nha. D107 nha. Mấy chị ơi, mình đừng có chấm giúp em, chấm trôi comment nha. Chấm là trôi comment. Ok Ngọc Như, chị Anh Dương mình đừng có chấm nữa giúp em. Chấm chị Phương Hoa với chị Anh Dương đừng có chấm nữa. Chị ơi, chị Hoài Ngọc Lê ơi, cho em xin số điện thoại đi. D107 số điện thoại phải trống địa chỉ giúp em. Địa chỉ giúp em. Giá 69.000 một bộ nha chị nha, đang sale nha. Rồi tiếp theo em lên cho mình một cái mẫu zoom rất là xinh nha chị nha. Zoom dài nha chị nha, đây ạ, zoom dài nha, zoom dài nha chị nha. Rồi cho em xin địa chỉ luôn. Rồi đằng sau là có đổi hung, mẫu này 53kg đổ xuống nha chị nha. Có đổi hung, có bẹt vai, bẹt tay như thế này luôn đây nè, đây. Màu vàng này là màu vàng nhễ nha, không phải là màu vàng chói, cho nên là mấy chị yên tâm, do là ảnh đẹp ập vô cho nên là hơi bị chói. Nhưng mà cái màu này là màu vàng nhễ nha chị nha, đây ạ, rất là xinh. Rồi mã số là D110 nha chị nha. D110 nha chị nào lấy nhanh tay nè, bộ này mặc rất là xinh, vàng của nó là màu vàng nhễ nha. D110 chị nào lấy nhanh tay giúp em một cái duy nhất nha. Cái em đang mặc 119.000. Thiệt luôn á, mấy chị hỏi tùm lum hết trơn em không kịp trả lời luôn á. Tại vì đang giới thiệu cái này, cái quần nhảy qua giới thiệu bộ của em, nó lộn hết mã số, nó lộn hết giá tiền. Rồi, tiếp theo nha, em lên cho mình là một cái đầm phân rộng nữa đây mấy chị ơi, giá 69.000 nha, 69.000 một cái nha. Đây ạ, chất liệu ở trên của nó là ren nè, phần dưới của nó là vôn nha. Ở trên của nó là ren, phần dưới là vôn, bên trong là một lớp thun nha chị nha. Bên trong là một lớp thun nha chị nha, đây ạ. Chị ơi, có màu nào bên em sẽ dơ lên cho mình liền, cho nên là mấy chị yên tâm, một cái duy nhất thôi à. Đây nha, cái màu hồng này là màu hồng phấn nha mấy chị nha. Màu hồng em đang cầm là màu hồng phấn nha. Đây ạ, màu hồng này là màu hồng phấn nha chị nha. Đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Đây ạ, mẫu này 53-54kg đổ xuống thoải mái nha. Chất von ở bên trong là thun nha chị nha. Bên trong là thun, đây. Rồi một cái duy nhất, mã số là D104. Chị nào bầu bì 2-3 tháng mặc được luôn giúp em nha. 2-3 tháng hoặc là 3-4 tháng gì đó mặc được luôn. Đây rất là xinh nha chị nha. Bộ này rất là xinh nha. Đây ạ,
Rồi, form rộng nha. Mã số là D104. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D104 khoảng trống số điện thoại và địa chỉ luôn giúp em. Có địa chỉ mới chốt đơn hàng nha. Rồi, có địa chỉ mới chốt đơn hàng cho mình nha mấy chị nha. 69.000 chị ơi, có dòng ghim á, mình coi dòng ghim giúp em nha. 69.000 nha. Giá là 69.000 nha mấy chị nha. D104 chị Định Xuân Nguyễn ơi, cho em xin cái số điện thoại và địa chỉ nha. Không có số điện thoại, không có địa chỉ, không ai chốt hàng hết. Cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha chị yêu nha. Chỉ có những mẫu đặc suông thôi chị ơi, những mẫu đầm suông thôi nha. Rồi tiếp theo em lên cho mình là một cái mẫu đầm rất là xinh luôn. Một mẫu đầm này dạng là công chúa nha chị nha, dạng là váy xòe công chúa rất là xinh cho mình luôn nha mấy chị nha. Đây ạ, để em đưa lên nha. Rồi mã số cái bộ này là D114 nha. Mã số là D114 nha mấy chị nha. Đây ạ, D114. Chất liệu của nó là ren hai lớp nha. Ở phần dưới của nó là thun cát hàng nha. Đằng sau có khóa kéo luôn cho mình nha mấy chị nha. Đằng sau có luôn khóa kéo cho mình nha chị nha. Rất là xinh. Đây, rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Mã số là D114. Chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nha. D114, số điện thoại, mã số, màu và địa chỉ nha chị nha. D114 nha chị nha. 58kg chị không có mẫu nào 58kg đâu chị ơi. À, mình thông cảm nha. Rồi, không chị ơi, em không mặc vô được, hàng sale có một cái mà chị đòi mặc vô nữa em không mặc kịp. Tại vì còn có một cái thôi nha chị nha, người ta đặt rất là nhanh. Chị mà chờ là lát nữa hết là bên em không có chốt hàng được cho mình đâu nha, là mình đừng có chửi nha. Rồi D114 là cái bộ này, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D114 nha. Khoảng trống số điện thoại và địa chỉ giúp em nha mấy chị nha. Rồi, em lên tiếp tục những mẫu đầm cho mình, cho nên là chị nào đặt thì mình nhanh tay lên giúp em nha. Tại vì mỗi mẫu sale 69.000, còn có 1-2 bộ thôi. Rồi, cho nên là mình nhanh tay. Ok, chị bỏ tường vi nè, D104 nha. Em nói là qua một cái là hết hàng à, cho nên là mấy chị ơi, mình đặt thì mình đặt nhanh giúp em. Rồi đây, tiếp theo em lên cho mình một cái set đuôi cá nha, áo rồi. Áo này là dạng áo rất tốt nha chị nha. Đây ạ, áo này là dạng áo rất tốt nha. Đây, rất là xinh. Chất liệu của nó là thun cát rất là mềm mịn nha. Đây, áo rất tốt. Và kèm luôn cả chân váy đuôi cá cho mình luôn nha chị nha. Chân váy ôm đuôi cá nha chị nha. Đây ạ, chân váy ôm đuôi cá nha chị nha, rất là xinh luôn. Đây, ở phần dưới là dạng đuôi cá như thế này nha chị nha. Chất liệu của nó là thun nha. Thì bộ này mã số là D139 nha. Rồi, mã số là D139 nè, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. D139 nha chị nha. Đây ạ, rất là xinh nha. Rồi, chất liệu của nó thun cát, 52kg đổ xuống vừa giúp em nha chị nha. 52kg đổ xuống vừa, vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em là vừa nha. Mã số là D139. Mã số là D139 nha, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D139, khoảng trống số điện thoại, khoảng trống địa chỉ luôn giúp em. Đầy đủ cú pháp mới có đơn hàng nha chị nha. Đầy đủ cú pháp mới có đơn hàng nha mấy chị nha. Và mình nhớ là chị nào mà muốn mua đồ sale thì mình chia sẻ giúp em. Tại vì chia sẻ thì bên em mới áp dụng chương trình sale nha mấy chị nha. Cho nên là mình lưu ý nha. Ok, nhỏ Út nè, D139 nha. Rồi, một cái dâm hay là cái váy gì đây nè, sơ mi sọc, màu sọc nha. Rồi, một cái dâm sọc nha mấy chị nha. Dâm sọc đây nha chị nha. Đây, dâm sọc bẹt vai rất là xinh cho mình nha chị nha. Đây ạ, dâm sọc bẹt vai rất là xinh cho mình luôn. Đây nha, chất liệu của nó là sơ mi nha mấy chị nha. Sơ mi không có giãn. Và nó bẹt vai, đằng sau có khóa kéo. Có dây, hai dây buộc nơ cho mình luôn nha chị nha. Có cả hai dây buộc nơ cho mình. Cho nên chị nào thích thì mình nhanh tay lên giúp em nha mấy chị nha. Đây ạ, mã số là D112. Bộ này 50kg độ xuống nha. 50-51kg độ xuống giúp em. Đây, mẫu nào cũng 69k đúng rồi nha chị Nguyễn Mã Phi nha. Nhớ là chia sẻ giúp em mới được giá 69k nha. Đây ạ, sơ mi sọc nha mấy chị nha. Sọc nha, sọc nha. Rất là xinh luôn. Đây, mấy chị về ủi một phát là ok liền nha mấy chị nha. Ủi ra mình mặc lên người là rất là đẹp nha. Zoom nha. Rồi, mã số là D112. Chị nào lấy nhanh tay giúp em, 69.000 nha. 51kg đổ xuống, vòng eo dưới 71.
51kg đổ xuống vòng eo dưới 71 giúp em nha chị nha. Rồi mã số là D112 cái bộ vừa qua nha. Màu trắng 48kg, nãy giờ em qua mấy bộ 48kg thì mặc bộ nào bên em cũng vừa hết nha. Rồi tiếp theo em lên cho mình là một cái váy xòe rất là xinh nha chị nha. Đây ạ, một màu đen đây nha. Cái form này là em mặc là tầm ngang gối, em 1m6 mặc tầm ngang gối. Chất liệu của nó là thun cát hàng nha chị nha. Đây ạ, đây nha mấy chị nha. Đây đằng sau có khóa kẽo luôn cho mình nha. Bộ này 53kg đổ xuống là 52-53kg đổ xuống. Vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em nha chị nha. Vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em là vừa nha. Đằng sau có khóa kéo. Rồi mã số là D138. Chị nào lấy nhanh tay. Một cái có ship nha chị nha. Ship 30.000 nha. Hay mình mua 3 cái đi. 2 cái trở lên đi 69.000, 70.000 nhân 2 có bao nhiêu đâu. Có 140 à. Cộng thêm 30.000 phí ship là 170 à chị ơi. Rất là rẻ luôn. Rồi mã số là D138 nha. Chị nào lấy cái váy này nhanh tay để lại liền giúp em. D138 nha chị nha. D138 khoảng trống số điện thoại, khoảng trống địa chỉ giúp em nha. D138 nha chị nha. Một cái có ship nha chị yêu ơi. Cho nên là mình đặt thì mình đặt nhanh tay lên giúp em. Phí ship một cái cũng 30.000, 5 cái vẫn 30.000 nha chị nha. Không có thay đổi gì hết. 45kg mẫu nào bên em cũng vừa. Rồi tiếp theo em lên cho mình một cái đầm body màu nu rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Một mẫu đầm body màu nu rất là xinh luôn cho mình. À đầm xòe nha. Đầm xòe đây, tay của nó là ren nè, ren hai lớp nè. Phần dưới của nó là thun cát nha chị nha. Phần dưới của nó là thun cát rất là mềm mịn luôn. Đằng sau có khóa kéo. Bộ này mặc xinh cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Bộ này mặc rất là dễ thương nha chị nha. Cho nên là chị nào thích thì mình nhanh tay để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống 105 nha chị nha. 42kg không rộng nha chị nha. Chị mặc những cái bộ đồ form rộng thì nó mới rộng thôi. Còn mặc những bộ đồ bình thường là không rộng nha chị nha. Như bộ này không rộng. Đây, rồi chị nào lấy bộ này nhanh tay nha. Bộ này 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. Bộ này mặc rất là xinh nha mấy chị nha. Cực kỳ xinh cho mình luôn nha chị nha. Rất là xinh. Đằng sau có luôn khóa kéo cho mình. Mã số là D105 nha. Mã số là D105. Chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nha. D105 khoảng trống số điện thoại và địa chỉ giúp em nha chị nha. D105 nha. Rồi, hiện tại chị nào đặt hàng thì mình đặt nhanh tay giúp em là khoảng trống số điện thoại và địa chỉ giúp em. Rồi, để em xem lên body cho mình nha chị nha. Tại vì nhiều quá cho nên là em sale theo thứ tự á. Em thấy được cái nào em lấy cái đó em sale liền nha. Cho nên là mình yên tâm mình chờ giúp em một xíu nha. Tại vì rất là nhiều mẫu xinh. Rồi tiếp theo luôn em lên cho mình là một cái set yếm nữa. Set yếm này là dạng body rất là xinh luôn nha chị nha. Là kèm áo họ ren cho mình luôn. Kèm áo ren hai lớp như thế này cho mình và kèm luôn cả yếm nha chị nha. Có bộ nào bánh bèo tuổi tiên không chị? Rất là nhiều chị ơi. Rất là nhiều bộ bánh bèo luôn. Hồi nãy giờ em lên rất là nhiều bánh bèo luôn á. Rồi kèm cổ yếm như thế này nha chị nha. Kèm yếm như thế này 69.000, chị nào lấy nhanh tay giúp em. Đây, kèm áo và kèm luôn cả yếm nha chị nha. Kèm áo và kèm luôn cả yếm 69.000. Chị nào lấy thì mình nhanh tay để lại liền giúp em nè. Số điện thoại khoảng trống 140 nha. Số điện thoại khoảng trống D140 giúp em nha chị nha. Số điện thoại khoảng trống D140 giúp em nha chị nha. Đây ạ, 140 nha, D140 nha. Chị nào lấy nhanh tay nè. Số điện thoại khoảng trống D140 nha chị nha. Rất là xinh luôn. Bộ này 51-52kg đổ xuống vòng em dưới 72 giúp em. Bộ em đang mặc mã số là 589 chị ơi. Bộ em đang mặc mã số là 589 nha chị nha. Ok nè, D140 nè nha. Ok nè cho chị Thiên Thanh nè, D140 nè. Rất là xinh nha chị nha. Mặc những cái bộ này rất là xinh, em đảm bảo với chị luôn. Mặc rất là xinh cho mình luôn. Cho nên là chị nào thích thì mình nhanh tay nha chị nha. Đúng rồi chị ơi, đồng giá là 69.000 hết nha. Đồng giá. Đây em lên cho mình là một cái set bộ rất là xinh nha. Hơi bị cá tính.
Rồi, một cái set gel nail lưới nha mấy chị nha. Gel nail lưới rất là xinh luôn cho mình nha chị nha. Một set gel nail lưới kèm luôn cả quần cho mình. Bộ này mấy chị mặc đi dạo đồ này kia ở nhà rất là xinh nha. Bộ này rất là chất luôn á. Đây kèm theo quần luôn cho mình nha chị nha. Bộ này 54kg đổ xuống vừa nè. Đây nha chị nha, 54kg đổ xuống vừa, có kèm cả túi luôn cho mình nha chị nha. Chất thun của nó rất là mát mịn luôn, cho nên chị nào lấy cho mình nhanh tay nha chị nha. Kèm cả quần nè, kèm cả áo lưới nha chị nha. Mã số là D109, duy nhất một màu đen nha. D109 53kg đổ xuống vừa. D109 nha, 53kg đổ xuống vừa giúp em nha chị nha. Rồi chị nào đặt nhanh tay để lại liền giúp em D109 nha. Có váy trắng trễ vai nha chị nha, có váy trắng trễ vai nha. Rồi do là rất là nhiều mẫu xinh cho nên là mấy chị chờ giúp em một xíu, em sẽ lên từng mẫu cho mình nha. Em sẽ lên từng mẫu cho mình ạ. Rồi mã số là D132, một cái váy xòe xinh cực kỳ. Đây, một cái váy xòe xinh cực kỳ luôn, mã số là D132 nha chị nha. D132 rất là xinh luôn. Cái váy này ở ngoài nó là xanh dương đậm á chị ơi. Xanh dương đậm á chị ơi, rất là xinh nha. Đây ở ngoài của nó là màu xanh dương đậm nha chị nha, rất là xinh luôn. Ở trên line do là nó bị chà cho nên là thấy cái màu của nó không có được đẹp, nhưng mà ở ngoài cái màu của nó là xanh dương đậm nha chị nha. D132 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Chị Hoài Ngọc Lê ơi, hình như là chị có đơn hàng rồi đúng không chị Hoài Ngọc Lê? Hình như là chị có đơn hàng rồi đúng không? Rồi ok chị Hoài Ngọc Lê nè. Rồi mã số của em đem cầm là D132 nha, chị nào lấy nhanh tay giúp em nè. Bộ này 52-53kg đổ xuống nha. Váy trắng em đang mặc còn, váy trắng em đang mặc là 119.000 nha chị nha. Em đã sale rồi đó, 280 em sale là còn 119.000 nữa nha chị nha. Là cái váy trắng em đang mặc nha. Rồi cái váy trắng em đang mặc là em đã sale còn 119.000 nha chị nha. Không sale được nữa. Rồi tiếp tục, em lên cho mình là một cái set yếm rất là xinh luôn. Yếm này yếm dây nha chị nha. Đây à, yếm dây 55kg, chị hỏi mẫu nào chị Thảo Nguyễn ơi? Chị hỏi mẫu nào chị hỏi, mình ghi rõ giúp em nha. Tại vì nhiều comment quá em không có thấy được là mình đang hỏi cái mã nào á. Rồi tiếp theo, một cái yếm rất là xinh luôn. Chất liệu của nó là thun nha chị nha. Chất liệu của nó là thun nha chị nha. Kèm luôn cả áo sọc luôn cho mình nha. Áo thun sọc luôn cho mình nha chị nha. Mã số là D101. Bộ này 52kg đổ xuống giúp em nè. 52kg đổ xuống giúp em nha chị nha. Mã số là D101 nha chị nha. D101 52kg đổ xuống giúp em nha chị nha. Kèm cả áo và kèm cả yếm luôn nha chị nha. Mã số là D101. Em lấy chiếc váy màu trắng chị mặc. Chị Thúy Cường ơi, chị lấy chiếc váy của em đang mặc, mình để lại giúp em số điện thoại khoảng trống 589 khoảng trống trắng và địa chỉ nha chị nha. Rồi mình để lại giúp em như vậy nha. Như chị Nguyễn Hoàng là có đơn, như chị Nguyễn Hoàng là có đơn, khoảng trống để giúp em, khỏi gặp cũng được, khoảng trống để giúp em nha. Chị để như chị Nguyễn Hoàng giúp em ok nè. Mẫu 132 55kg, vòng eo bao nhiêu? Vòng eo dưới 72 hoặc 73 mới vừa nha chị nha. Vòng eo hoặc 72 hoặc 73 giúp em. Rồi yếm D101, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D101 với nha, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nè. Ok Thùy Dương, D101 cho chị yêu nha. Rồi tiếp theo, em lên rất là nhiều mẫu xinh cho nên là mấy chị yên tâm đi. Rồi bộ này còn sót lại một bộ nữa. Hồi nãy chị nào chưa đặt kịp bộ này thì mình nhanh tay đặt cái mã số này nha. Mã số là D111. Rồi mã số là D111. Đây cái bộ hồi nãy còn sót một bộ nữa. Đây nha, chân váy ôm đuôi cá. Đây, chân váy ôm đuôi cá nha chị nha, rất là xinh luôn. Kèm cả áo đất tớp. Đây nha chị nha, áo đất tớp nha. Rồi mã số là D111, 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 nha. 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em D111 nha. Chị ơi em muốn lấy hàng bên chị. Ủa vậy hả chị Thúy Hiền ơi, vậy chị để lại giúp em số điện thoại khoảng trống lấy sỉ hay là gì đó đi nha, hay là mình đặt hàng giúp em. Do là nếu mà mình đặt hàng mà những bộ mà bên em không gọi có nghĩa là hết hàng rồi á nha. Ok chị Sana Ngọc Hân Ngân nè, cho em xin địa chỉ luôn nha. Rồi tiếp theo, em lên cho mình rất là nhiều mẫu xinh cho nên là mấy chị yên tâm. Cao Thị Linh ơi, mình đặt mã số nào vậy chị ơi? Chị Cao Thị Linh nè, mình đặt mã số nào vậy ha? Chị Cao Thị Linh ơi, không biết chị đặt mã số nào luôn.
Rồi, một cái váy cúp ngực nha chị nha. Một cái váy cúp ngực rất là xinh luôn nha chị nha. Có độ lung co giãn. Và ở bên dưới của nó là hai lớp nha chị nha. Bên dưới của nó là hai lớp, bên trong có quần nha. Bên trong có quần nha mấy chị nha. Ok chị Thủy Cường nè, 589 trắng nè. Đây nha chị nha, đằng sau có khóa kéo luôn cho mình nha chị nha. Rồi bộ này 52kg đổ xuống giúp em nè, 52-53kg đổ xuống. Vòng eo dưới 73, mã số là D129 nha. D129 cái váy xòe cúp ngực cái dùm chứ. Ở bên trong là có quần, bên ngoài là một lớp ren nha chị nha. Rồi mã số là D129 nha. Ủa vậy hả? Vậy bị sót đơn á chị Thúy Hiền ơi, hôm qua nhiều đơn quá. Bị sót đơn á, nói chung là hôm nay em đuối quá rồi. Em like, em nói chung là em nói không có nhiều được cho nên là mấy chị thông cảm nha. Em nói không có nhiều được, em muốn tắt tiếng luôn á, em muốn thông cái cổ họng luôn rồi. Nói hết nổi. Rồi, à đầm chị mặc còn không? Đầm em mặc đang còn nha chị nha, đầm em mặc đang còn nha. Không chị ơi, lát nữa sẽ có nhân viên gọi chốt hàng cho mình. Đàm em mặc mã số là 589 nha chị nha. Đàm em mặc mã số là 589, 119.000 nha, 280, sale còn 119.000. Cho chị nào đặt trên line thôi nha, đặt nhanh lên giúp em. Số điện thoại khoảng trống 589, khoảng trống màu và địa chỉ. Có hai màu và màu hồng và màu trắng nha. Rồi, một cái mẫu đầm body rất là sang nha chị nha. Ren hai lớp, tay của nó là tay lỡ. Ren hai lớp, tay của nó là tay lỡ nha chị nha. Đây ạ, ren hai lớp, đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Ren hai lớp, đằng sau có khóa kéo rất là xinh. Một mẫu đầm body xinh cực kỳ luôn nha chị nha. Bộ này mặc rất là sang và màu của đó là màu đỏ sẫm nha chị nha. Mã số là D134, bộ này mặc xanh xinh cực kỳ luôn nha. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D134, bộ đầm body này rất là xinh nha chị nha. Chị nào không lấy tiếc lắm em nói thật. Chị nào không lấy tiếc lắm luôn á mấy chị yêu ơi. D134 nha, chị nào đặt thì để lại liền giúp em nè. Ok, Nguyễn Thị Thúy Hiền nè. Rồi em đứng lên lại nha. Đây. Đây nha, dạng váy là babido, có hai màu là màu hồng và màu trắng. Đây nha. Rồi hai màu là màu hồng và màu trắng nha chị nha. Chị lấy màu nào để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống, mã số khoảng trống, màu và địa chỉ nha chị nha. Rồi ok chị Gia Lâm nè. Hai màu là màu hồng phấn và màu đen, màu trắng em đang mặc. Rồi em lên cho mình là một cái váy xòe hai dây màu trắng rất là xinh. Đây 69.000 nha chị nha. Bộ này 69.000 bên em bán lỗ luôn rồi nha. Lỗ luôn rồi đó mấy chị ơi. Chất liệu của nó là ren hai lớp nha chị nha. Bên trong là zoom nha. Ở bên dưới có quần cho mình nha chị nha. Đây ạ, ở phần dưới có quần cho mình nha chị nha. Đây, và bên ngoài là một lớp ren. Đây nha mấy chị yêu ơi, rất là xinh. Đằng sau có khóa kéo nha. Rồi, bộ này á là 52-53kg đổ xuống. Vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. Vòng eo dưới 72 giúp em. Mã số là D113. D113 cái váy trắng xòe này nha, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. D113 nha. Váy trắng em mặc không có size, tầm 53-54kg đổ xuống vừa. Rồi D113 nha chị nha. Chị Thanh Thanh ơi, cái mã số của em không có chữ D đâu chị yêu ơi. Cái mã số của em là 589, không có chữ D nha. Cái mã số của em là 589, không có chữ D nha chị yêu nha. Cái mã số của em là không có chữ D đâu nha mấy chị nha. Cái mã số em đang mặc không có chữ D. Ok nè. Chị nào đặt hàng rồi cho em xin cái địa chỉ. Cho em xin cái địa chỉ mới chốt hàng. Rồi em lên cho mình luôn một cái zoom rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Một cái zoom dạng tay của nó là dạng như tay là công chúa. Cái tay của nó dạng như công chúa rất là xinh nha. Đây, dạng như là zoom công chúa mấy chị ơi. Cái tay của nó đây nha mấy chị nha. Rồi cái này là zoom ở vòng eo của nó là có độ hung co giãn nha. Đằng sau có khóa kéo luôn đây ạ. À. Rồi mã số là D131 nha chị nha. Mã số là D131. Bộ này 53kg độ xuống vừa luôn á. D131 nha. 53kg độ xuống vừa giúp em luôn. Rất là xinh, mặc cái đó như là công chúa luôn. Mà cái đó nó zoom dễ mặc nữa. Cho nên là mình nhanh tay để lại liền giúp em nào. Chị nào đặt hàng nhanh tay để lại liền giúp em nha chị nha. Để lại liền đầy đủ cú pháp giúp em. D131 nha, là cái zoom hồi nãy mới qua nha. Là cái zoom hồi nãy mới qua là D131 á.
Ok chị Thẩm Nguyễn nha, đặt đúng cú pháp là có đơn hàng. Rồi em lên cho mình một cái maxi đây nha mấy chị nha, một cái maxi. Đây một cái maxi bẹt vai nha mấy chị nha, một cái maxi bẹt vai như thế này. Ở trên của nó là ren bè bẹt vai nha, ren bẹt vai như thế này. Ở phần dưới là vôm, bên trong có điện, bên trong có hở một cái lớp thun cho mình nha chị nha. Đây nha mấy chị nha, bên trong có một cái lớp thun đơn cho mình nha chị nha. Đây ạ. Đây chất liệu của nó là thun nha mấy chị nha. Và đằng sau có khóa kéo. Chị ơi nhớ gọi em nhé, em lấy xỉ vừa để. Ok chị Nguyễn Thị Hiền nè. Cái nào chị ơi, cái nào có quần bên trong không? Cái của em không có. Chị ơi cho em chốt được đơn thì chị đọc tên. À chị Thấm Nguyễn ơi, tại chị biết sao em không đọc tên không? Tại vì thứ nhất, nếu mà chị nào đặt trước mà chị đó nghe máy thì chị đó sẽ có đơn hàng. Còn nếu mà chị đó đặt trước mà chị đó không nghe máy, bên em sẽ chuyển xuống cho chị kế tiếp, là chị đó không còn đơn hàng luôn, là bị hủy, là em sẽ chuyển xuống cho chị kế tiếp liền. Tại vì nhiều chị em không đọc tên á là chị đó nghĩ là không có, nhưng mà nhiều khi mình đặt thứ hai thứ ba là hai chị kia người ta không nghe máy thì mình là người có hàng. Còn ví dụ như là chị đầu người ta nghe máy rồi là ok mình không có hàng nha chị nha. Rồi mã số là 141 nha chị nha, cái maxi này 141 nha. Đây maxi là 141 nha chị nha, chị nào lấy nhanh tay maxi trắng mặc đi biển đồ này kia, đi tiệc này kia rất là xinh nha chị nha. Mã số là 141, chị nào lấy nhanh tay để lại điện giúp em nha. 141 D141 D141 nha. Cái em mà không có quần đâu nha chị nha. Ok chị Thanh Thanh nè, 589 màu hồng nha. Em mua chị Nguyên Lê ơi, chị lấy cái em đang mặc thì mình để lại giúp em. Số điện thoại khoảng trống 589 khoảng trống, địa chỉ giúp em, màu và địa chỉ giúp em. Bộ của em đang mặc 119.000, đang sale 280, sale còn 119.000. Và mình đặt hàng để đúng cú pháp, tại vì nó có hai màu là màu trắng và màu hồng phấn. Chị nào lấy màu nào để lại liền màu đó giúp em nha. Rồi chị hỏi bộ nào chị Lép ơi. Rồi em lên tiếp tục cho mình nha, một cái váy rất là xinh luôn. Thì cái này là kèm áo ren. Đây kèm áo ren lưới nha. Cái này mấy chị có thể là phối với những cái bộ bikini á, mình mặc mình lưới ở ngoài á, nó rất là xinh nha chị nha. Đây thì là kèm áo ren lưới và kèm cả yếm cho mình luôn nha chị nha. Đây mình được hai món. Hoặc là mình có thể mặc cái áo hai dây màu đen á, áo thun hai dây mà dạng như là áo lá á, màu đen á, mình mặc ở trong và cái này mình mặc ở ngoài thành một cái lớp phối nha chị nha, rất là xinh cái bộ này. Rồi và yếm yếm váy nha. Váy này mấy chị có thể mặc không cần cái áo đó vẫn được. Mình mua về 69.000 cái áo này mình phối với những cái áo hai dây màu đen, hoặc là cái yếm này mình mặc không, mình phối với những cái áo thun màu trắng đều được nha mấy chị nha. Đây, yếm tầng nha, rất là xinh. Đây, rồi mã số là D135 nha. D135 chị nào lấy nhanh tay để lại liền nha. Bộ này 53kg độ xuống vừa nha. D135 nha. 53kg độ xuống vừa giúp em nha. Rồi bộ hồi nãy là D135, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Để lại đầy đủ cú pháp mới có đơn hàng nha. Không đầy đủ cú pháp không có đơn giúp em nha mấy chị yêu nha. Rồi em lên cho mình là một cái váy xòe. Hồi nãy cái bộ này em có giới thiệu màu nu, mà bây giờ nó còn sót lại màu đen nữa nha mấy chị nha. Đây còn sót lại màu đen cho mình luôn. Đây nha mấy chị nha, chất liệu của nó là ren hai lớp, tay của nó là tay ren luôn nha mấy chị nha. Phần dưới là váy xòe, đằng sau có khóa kéo luôn, rất là xinh nha chị nha. Đây ạ, mã số là D415 nha. Ơ 145 nè, mã số là D145, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D145 đây. Rồi mã số là D145, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. D145 khoảng trống số điện thoại và địa chỉ nha chị nha. Một màu đen duy nhất luôn, D145 nha. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha mấy chị yêu ơi. Nhanh tay để lại liền giúp em, mã số là D145 nha. Rồi cái váy xòe hồi nãy mã số là D145, chị nào lấy nhanh tay lên giúp em nha chị nha. Rồi em lên cho mình là một cái váy body rất là xinh luôn nha chị nha. À cái
69.000 nha chị nha, đồng giá là 69.000 nha mấy chị yêu nha, đồng giá 69.000. Đây, tiếp theo em lên cho mình là một cái đầm body nha chị nha. Nhiều cái được sỉ. À, cái này mình để lại số điện thoại khoảng trống sỉ giúp em. Lát nữa sẽ có nhân viên gọi báo cái thức lấy sỉ cho mình nha chị nha. Lát nữa sẽ có nhân viên gọi và báo cái thức lấy sỉ cho mình nha chị yêu nha. Rồi đây ạ, mã số là D142 nha chị nha. Một cái váy body màu trắng rất là xinh, một cái váy body màu trắng rất là xinh nha chị nha. Đây ạ, rất là xinh luôn. Đằng sau có khóa kéo, ở trên là ren hai lớp, ở phần dưới của nó là thun cáp nha chị nha. Rồi bộ này 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. Mã số là D142. Bộ mẫu đầm body này mặc rất là xinh nha chị nha. Mẫu đầm body mặc cực kỳ xinh, cực kỳ dễ thương cho mình. Chị nào lấy thì mình nhanh tay để lại liền giúp em. D142 khoảng trống số điện thoại và địa chỉ giúp em nha chị nha. D142 nha. Mấy chị ơi, chị nào muốn sỉ thì mình để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống sỉ giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống sỉ giúp em. Lát nữa sẽ có nhân viên gọi báo cái thức lấy sỉ cho mình nha chị nha. Cứ để lại số điện thoại khoảng trống sỉ giúp em nha. Rồi em lên cho mình là một bộ zoom này nữa thôi là em sẽ up livestream nha. Tại vì hôm nay em cũng đuối quá. Rồi đây nha, một bộ zoom rất là xinh luôn. Zoom giả váy nha. Nó kèm cho mình một cái dây giả nịch như thế này luôn nha mấy chị nha. Đây ạ. Màu hồng phấn nha. 141 hả? 1141 là bộ nào? 141 hết rồi chị ơi, hình như 141 là hết hàng rồi, hết rồi, có một cái à. Rồi, mã số là rồi, mã số là D143 nha chị nha. Đây D143 nha chị nha, một màu hồng nha chị nha, hồng phấn rất là xinh luôn nha chị nha. Đây ạ, đằng sau có khóa kéo luôn. Rồi bộ này là 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em là bộ vừa bộ zoom nha nha chị nha. Rồi ok, 142 chị Nguyễn Duyên ơi, chị cho em xin chữ D nha chị nha. D142 chứ không phải là 142, cho em xin chữ D nha chị nha. Không có chữ D là bên em không biết bộ nào đâu. Mã số rất là nhiều cho nên là chị thêm giúp em chữ D giúp em nha chị nha. D142 nha chị nha. Rồi chị nào lấy nữa nhanh tay, em nói trước là em off livestream là không có sale nữa đâu nha. Em off livestream là không có sale nha chị nha, cho nên là mình lưu ý giúp em. Rồi, à, ok chị Sana Ngọc Hân D143 nè. Rồi, à, chị Đông của Bắc mình lấy mẫu nào vậy? Ok, chị Thẩm Nguyễn D142. Rồi bây giờ là em sẽ up livestream luôn nha. Chị Nguyễn Thiên Lý ơi, cái bộ màu trắng của em không có chữ D. Bộ nào em đọc chữ D thì mình hãy ghi chữ D. Còn bộ nào em không đọc chữ D thì mình đừng ghi chữ D nha. Cái bộ của em là 589 thôi, không có chữ D nha chị nha, không có chữ D nha. Rồi hiện tại là mình để lại địa chỉ liền giúp em đi nha mấy chị nha. Rồi trời, bây giờ mình hỏi là em đâu có nhớ đâu. Em nói bộ nào qua rồi là chỉ có một bộ thôi và mình đặt liền. Chứ mà mình qua rồi mình hỏi lại là bên em không có biết mà chốt hàng cho mình đâu. Bây giờ em cũng không nhớ mã số, tại vì rất là nhiều hàng luôn á chị ơi. Rồi hiện tại bây giờ là em sẽ up livestream nha. Em qua hết rồi chị ơi. Em hết rồi nha. Rồi bây giờ là ngày mai em sẽ live sale tiếp để em sạn kho tiếp. Rồi ngày mai em sẽ live tiếp nha. Thì ngày mai vào 4:30 mình vào mình xem giúp em. Mình nhớ là thêm bạn Phay Trần Linh Đan giúp em nha. Mình kết bạn với Phay Trần Linh Đan để khi nào sale thì mình lên liền giúp em nha mấy chị nha. Rồi bye bye tất cả các chị ạ.